cư dân mạng vừa chia sẻ một clip ghi lại hình ảnh một nữ tài xế vừa lái xe vừa cầm micro hát karaoke. Theo clip ghi lại, chiếc ô tô di chuyển khá nhanh trên con đường đông đúc, trong khi đó, nữ tài xế tay cầm micro, tay vừa ôm vô lăng vừa giữ điện thoại để tiện nhìn lời bài hát. Điều đáng nói là trên xe còn có nhiều người khác nhưng không ai can ngăn, mà còn phụ họa khi cầm điện thoại quay lại hình ảnh này. Khi clip được đưa lên mạng đã nhận nhiều sự chỉ trích, hiện cư dân mạng đang ráo riết truy tìm nữ tài xế và chiếc xe này. Đa số mọi người đều cho rằng nữ tài xế này cần phải chịu trách nhiệm vì ý thức tham gia giao thông kỳ quặc của mình.